Cái hầm nè. Mua mấy cái bò này về em ốp cho con em ăn nè ông bà cô chú. Mấy bò này nè, ốp hay gì là nó ngon lắm luôn á nha. Đây nè, mình lựa những cái nào mà nó mỡ, mỡ gì nè, mình vô mình nướng nó không có bị khô. Mà cái này nè, giá thì nằm đây nè, giá mắc cũng mắc ha. Mấy cái vậy nè, 20 mấy đô. Để mua cho hai anh em ăn. Em mua cái này đi, thấy cái này ngon nè. Miếng nào cũng ngon mà thấy cái này ngon nhiều nhất nè. Lấy cái này đi. Còn ở đây dãy bên đây là dành cho những cái nước sốt mà để mình ướp thịt gà, thịt heo, thịt bò ở ướp BBQ á. Thì em thấy cái này nè, nó để chứa ướp thịt bò nè. Ngoài ra là ở trên đây thì nó ướp ở dạng cay nè. Cay á. Vòng vòng ở đây là đồ ướp không luôn á nha. Còn ở đây là thịt heo và thịt gà. Vòng vòng đây là thịt heo, thịt gà đó, heo gà nè. Còn cái này là thịt bò. Cái này thì nó có giá là 6 đồng 29 sen cho một hũ này. Đã lâu lắm rồi á, chị em á có nhờ em là mua cái đồ này nè. Cái đồ này là ông bà cô chú biết cái này cái gì không? Cái này là mình gọc mấy cái hành ba rô đó. Mình gọc á, thay vì mình cắt không mà mình không cắt, mình gọc ra là vậy nè. Thì cái này nó có giá 2 đồng 99 nè. Cái này nhà em có rồi, cái này em mua cho chị em. Rất là tiện lắm luôn á. Để em thử coi cái cà phê này có ngon không nha. Nó để là cappuccino nè của Starbucks á ông bà cô chú. Ở đây là cái gì ta? Cũng giống nhau luôn, mọi cái giá cũng giống nhau luôn. Mà sao nhìn cái chai nó khác nhau ta? Em mua thử cái này đi, cái này uống thử đi nè. Mẹ coi em mới đi chợ ra nè ông bà cô chú. Nè, cái này của Starbucks á, lần đầu tiên em uống bằng cái chai như vậy nè. Thì thay vì á, là người ta sẽ bán bằng ở ngoài cho mình á, em hay mua đó. Thì cái đó có giá có 3 đồng mấy thôi. Mà cái này là 4 đồng mấy, em thử coi cái này có ngon không nha. Nè, cái này nó có giá là 4 đồng 49 sen, em thử nha. Bây giờ mở ra coi. Ôi dạ, nó cũng cứng quá ha. Mình vừa bỏ vô mũi mình ngửi á, thì nó cũng thơm á ông bà cô chú, nó thơm. Giờ em uống thử nha, mời ông bà cô chú uống cùng với em nha. Nó cũng ngon á. Nó ngon nhưng mà con cái làm nó cũng tựa tựa cái cà phê mà em hay mua đó. Bây giờ thì em sẽ bỏ cái nước sốt vào trong cái tô này, em ướp cái thịt bò cho hai đứa nhỏ nè ông bà cô chú. Quậy từ em quậy lên xong cái em đổ vào đây nè. Mình quậy từ dưới lên thì nó sẽ đều hơn. Em bỏ vô đây miếng hạt nêm, một miếng dầu hào, một miếng nước tương. Rồi bây giờ em sẽ quậy lên. Em nêm nếm lại nha. Tại vì cái này, cái nước sốt này của người ta là người ta đã pha rồi, nó ngọt ngọt một chút không bà cô chú. Thì em sẽ bỏ hạt nêm và miếng nước tương như vậy, dầu hào thôi là đủ rồi. Ở đây em bỏ cái tỏi, hành tím. Khi nước sốt của em nó đều rồi thì em sẽ bỏ cái bò vào đây hết luôn. Bỏ cái nào mình rưới liền cái đó không bà cô chú thì nó thấm đều hết trơn á. Cái này là con giới thiệu đi, cái này là cái gì? Bò. Bò cho con em nè, em ướp á, kiểu mà em có quay cho ông bà cô chú xem cái cách em ướp đó. Thì em ướp xong nó ra ăn rất là ngon nha. Rồi xong cái nước á, cái lúc mà em nướng á, cái thịt nó săn lại, em chế cái nước này nè vô để em nướng á. Rồi xong á có nước là để em chan cho con em nè. Trời, nó mấy bé nó thích ăn như vậy lắm. Và ở đây thì nó có hai loại, một loại dưa leo với lại cái một loại dưa leo với lại chuối, bởi vì chuối là anh nhỏ thích nè, anh lớn là thích dưa leo. Và anh nhỏ đây nè ông bà cô chú. We will help you. Healthy. Cái sình ngon không? Giờ hai tụi con ăn đi. Dạ.
Cái đây là có hai cái miếng bò nè ông bà cô chú, tại vì có hai anh em ăn nên không có làm nhiều, tại vì hai bé này ăn là chưa chắc hết nó nguyên cái dĩa đâu á. Lấy thịt vô ăn đi Mason, lấy bỏ cơm rồi. Cái xin tự múc ăn đi con. Múc ăn đi, ngồi xích vô. Ngồi múc đi, hai anh em múc đi, ai ăn trước được rồi được. Coi một hai, bà ăn lẻ đi bỏ cái miếng với con. Đúng rồi. Giỏi quá à. Đúng rồi, bỏ chuối banana vô, bỏ banana vô, bỏ một cái thôi cây xình. Hello ông bà cô chú anh chị, hôm nay em có đi ra ngoài chợ đó, em có mua một cái con gà, em thấy nó cũng ngon, và cái em hôm nay em sẽ suy nghĩ ra em sẽ làm một cái con gà là em hấp á, và không có cần nước, như là em lấy sả và cũng như hành tím em lót ở dưới nồi đó để em hấp làm như vậy thì cái con gà của mình ăn vô nó rất là ngọt. Em mời ông bà cô chú anh chị làm cùng với em nha. Giờ thì em lấy cái mỡ của con gà, em sẽ thắng ra để em lấy cái dầu của con gà. Từ một cái mỡ gà mà em thắng ra còn một nhỏ như vậy nè. Khi em thắng xong á thì em bỏ cái bột nghệ vào đây. Cái này á thì em thấy có nhiều cách á để mình tha cái bột nghệ lên cái con gà. Còn cái cách của em á thì cũng đơn giản lắm. Em lấy cái màu nghệ mới nãy em thử thắng đó. Rồi sau đó em sẽ quét lên cái da của con gà. Đầu tiên thì em sẽ lấy miếng giấy bạc á, em sẽ lót dưới cái nồi. Cái này á, là em chỉ sợ là nó khét thôi á, nhưng mà thực ra là cái này á, em bỏ củ hành nữa cho nên nó không có khét đâu. Tiếp theo là em bỏ vài cây sả vào đây luôn, thì gà thì tất nhiên nó sẽ hợp sả. Và cuối cùng á, là cái mùi thơm của nó chính là mùi lá chanh. Còn về cái phía trên của con gà, em bỏ cái lá chanh vào đây cũng như là mấy cái chân gà luôn. Mọi thứ em sắp xếp xong rồi, sau đó em bỏ cái con gà vào đây để nắp lại hấp. Và sau đó em nấu tầm 50 phút tùy theo con gà lớn nhỏ. Bây giờ là được 50 phút rồi đó, thì bây giờ em sẽ mở ra em coi nó như thế nào nha ông bà cô chú. Wow, nó dạng ôm luôn nè ông bà cô chú. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Cái lỗ này là mới nãy á, em thọt á, thử coi nó chín chưa đó. Ai nghe nè, nó không ra máu là chín. Oh wow, nó vàng ôm. Giờ mình sẽ đem ra rồi thưởng thức nha. Ôi mời ông bà cô chú anh chị ăn cùng với em nha. Hôm nay là em ăn một cái con gà này là gà em hấp là không có cần nước á, bởi vì hôm nay em đổi thử rồi, thường là em người ta sẽ hấp bằng nước đúng không, nhưng mà hấp á không cần nước, nhưng mà có một cái là củ hành á, mình hấp á thì nước á ở trong củ hành nó ra nó không bị khét và nó rất là thơm. Làm như vậy cái con gà mình nó rất là ngọt thịt luôn. Thì ăn em mong bà cô chú ăn cùng với em nha. Ăn này thì phải có bao tay. Ở đây thì em có ăn đồ ăn kèm là cũng như là hành em hấp, và cũng như là có dưa leo. Em muốn nước dừa. Em mời nha. Rất là ngon. Cái này mình ăn xé nha. Thì đầu tiên em sẽ xé cái cánh đi hả. Oh wow. Cánh chấm là nước chấm thần thánh của em có bỏ sữa ông thọ nữa. Em mời ông bà cô chú ăn với em nha. Nó chín á, cái thịt của mình còn hồng hồng nè, nó không có khô. Hôm nay em không ăn da nhiều à. Ừ, chấm ngon. Con nhỏ mình hấp mới là nó rất là ngọt thịt nha. Em có dưa leo mình chấm dưa leo không? Dưa leo chấm nè. Con quên lấy cái kéo nữa cho. Đúng rồi. Ta-da. Rất là ngon.
Dạ. Gà nó vàng ươm luôn. Bởi vì gà hôm nay á, cái màu vàng rất là nhìn ngon lắm. À, ăn đi. Con em á, hai đứa này đều thích cái gì? Cái cucumber là gì? Cái dưa leo. Nè, nó chín nè. Nó còn hồng hồng luôn nè. Nè, cái da của nó nè. Da nó nhìn ngon mà cô chú. Đó. Đây. Bỏ đây em xé nha. Giờ. Dạo gần đây là em thích ăn gà và em thích ăn cái đùi luôn á. Hầm nè. Ngon. Hầm. Ngon. Gà mình làm kiểu này ngon lắm mà cô chú. Ngon quá. Màu vàng của màu nghệ rất là đẹp. À mà cái mà mỡ của con gà bà cô chú, em thắng ra để em quét cái miếng cái màu nghệ lên đó, thì em trộn cùng em quét lên nè, cái màu nó rất là đẹp luôn á. Em thích cái màu như vậy nè, nó làm cái con gà nó bắt mắt, mình nhìn là mình muốn ăn liền à. Cái da nè, da còn vàng ươm mà em không ăn. Làm như đẹp mắt thôi. Cắm nó lên. Chấm đậm đà vô nè, trời ơi. Ngon luôn. Chấm em nó béo. Ơ quên, nó béo. Nó ngọt của sữa. Nó cay cay. Nó chua chua. Đúng không? Trời ơi, ăn dữ con. Ăn như leo dữ rồi. Ngon không? Đậu hành. Thịt nó rất là ngọt nha. Công nhận mình hấp cái kiểu này á, nó giữ nguyên được cái nước á, nên nó rất là ngọt. Còn nếu mà mình luộc á thì cái con gà nó vô cái nước không mà cô chú, rồi xong cái mình vớt ra thì cái nước gà nó đi theo luôn rồi, đi theo cái nước á. Em ăn hai cánh, hai cái đùi xong. Uống nước, em mở mặt cô chú uống nước cho em nữa nha. Nước dừa. Ừ.
bữa giờ không uống nước này uống lại nó cũng ngon. Thì video của em á xin kết thúc tại đây. Em rất cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã coi video của em. Nếu yêu thương em hãy cho em một nút đăng ký, nút like, nút share để ủng hộ cái tinh thần của em làm video hay ho gửi tới ông bà cô chú nữa nha. Em bye bye. Bye bye kìa, cái xin. Bye bye ông bà đi. Bye. Nói đi bye.